Rồi, hello, xin chào anh em ha. Nay mình mới về được một con Mitsu GB181 cúp thẳng anh em. Cúp thẳng tua nhanh, tua 4.000 vòng. Máy còn rất là đẹp luôn ha. Đây, khóa xăng là khóa xăng zin nè. Khóa xăng zin còn trong như mắt mèo luôn ha. Đây, máy móc là không thiếu một chi tiết nào ha. Nguyên zin. Thùng xăng này là thùng xăng nhựa, chụp giật nhựa, boe nhựa ha. Thùng xăng nhựa này nó xài đã cực kỳ, cái là để trăm năm nó cũng không có bị xét thùng xăng nữa. Đây. Với cái cổ xăng này nó có cái miếng nhựa để xuống nè, đảm bảo anh em châm đầy chạy lắc cỡ nào cũng không bị ọc nha. Đó, thùng xăng nhựa là nó tiện lợi cho đó, không xét và không bị ọc. Bao anh em là chút lật ngược bình xăng lại luôn cũng không bị ọc nha. Máy móc là lắp rất là đẹp, tem Lima. Đây, GB181 made in Japan ha, dung tích 181 ha, số serie 0249. Máy lắp rất là đẹp ha. Máy lắp rất là đẹp, nhạy nổ. Đây, con cùi sông bô này cũng mất tiêu. Đây, em gắn con ốc inox vô nha, bao anh em xài nha. Cái này xét với cái này là đảm bảo anh em không bao giờ xét ha. Đây, nắp vô. Đây, nắp cò ha. Rồi bình xăng con rất là đẹp ha. Đây, cần ga và nhắn tin. Áo bô ở trong là đó, xanh lè luôn ha. Cái lưới chưa miếng đen luôn nè anh em ha. À, con máy này rất là ít chạy nha. Máy rất là đẹp. À, rất là nhây nổ, chỉ cần đứng giật thôi chứ không cần lên ga đóng e gì hết nha anh em. Đây, giật thử cho anh em coi. Đây, bật công tắc lên là giật, đây, công tắc on off đây, mở on là giật ha. Máy kéo mẹ là chạy, cam ti cực kỳ đá ha, cam ti cực kỳ đá luôn. Máy móc nguyên zin. Lên ra 77 lên nó bật ngửa nha. Cốt thẳng mà quay chậm kỳ luôn ha. Máy móc nói chung là chạy rất là ok. Đây, quỳnh lại cho anh em coi nha. Nó không cắt lên. Kéo qua, ép là chạy thôi nha. Máy móc rất là đẹp. Đây, anh Tây thì miếng bàn luôn. Rồi, anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ mình ha. Số gọi mình để trên video. Giá con này rất là rẻ ha. 3.7 triệu em bao ship cho anh em ha. 3.7 triệu em bao ship cho anh em tận nhà luôn. GB181, máy này rất là chuẩn nha. Đấy. Anh em xài gia đình hay bơm nước gì đó ngon lành cành đào ha. Bơm nước thì miễn bàn ha. Rồi, ok, xin chào anh em ha.